Hello, chào mấy chị. Tối nay mình có buổi làm đẹp tại nhà. Thì cũng như thường lệ, mình sẽ sử dụng cái máy facial spa ha. Là chiếc máy này đây. Cái công dụng của chiếc máy này là làm săn cơ và giảm nếp nhăn và giảm nám. Ok, thì mình bắt đầu nha. Mấy chị chuẩn bị chưa? Mấy chị khỏe không? Ok. À, thì mình trước khi mình sử dụng thì mình sẽ làm cái xịt cái Navamip, cái nước hoa giữ ẩm ha. Để bắt đầu mình get ready. Rồi sau khi mình xài cái đó thì mình sẽ xài cái cleansing and toner. Thì cái cleansing and toner này mình xài hai pump thôi ha. Cái này very good, giúp giảm nếp nhăn như là giúp săn săn cơ. Tại vì nó có cái công nghệ chống lão hóa và có cái nước hóa hồng á, cho nên nó giúp cho da mặt mình săn chắc, giảm nếp nhăn. Và nó khi mình vừa rửa cho nên là mình vừa massage. Thì mình làm massage lên khi cho tới khi nào mình thấy nó hơi rít rít là bắt đầu mình có thể ngưng rồi. Mấy chị làm tới đâu rồi? Mình sắp sửa xong rồi, bị phấn chưa được, không thấy chị phấn, không thấy chị phấn với ai. Mấy có muối. Mình xong rồi đó nha. Ok, thì sau khi mình xong rồi mình lau rửa xuống. Thì sau đó mình bắt đầu bỏ cái gel ha. Thì cái gel trắng này đây. Mình bỏ lên một lóng tay. Nếu mà anh chị có da hơi khô đó thì mình xịt cái Navamid, cái nước hoa giữ ẩm đó, cho nó ướt chút xíu. Xong rồi bắt đầu mình mới bỏ cái gel này lên. Mình mới apply cái gel lên. Thì mình bỏ khoảng một lóng. Mình cứ xịt đều, tản đều lên trên cái mặt của mình. Làm cho nó đều hết. Rồi bắt đầu mình mới bấm máy ha. Thì cái máy này á, mình bấm cái dòng có hai dòng điện. Dòng thứ nhất á, thì mình bấm số 4. Và cái dòng điện này nó chỉ đi có 5 phút thôi ha. Ok, thì mình bấm mình tản cái treo xong rồi bắt đầu mình bấm số 4 ha. Đây. Cái này số. Bắt đầu mình bắt đầu chạy. Thì trước khi mình sử dụng mình nên xịt cái tay mình cho nó ướt ẩm đó. Mình xịt cái nước hoa giữ ẩm. Trên trên cái tay rồi bắt đầu mình cầm mình bắt đầu mình đi. Mình đi từ trên ở dưới lên trên ha. Mình đi nhẹ nhẹ không cần đi mạnh. Chiếc máy này nhiều anh chị có gọi là cái bàn ủi nhỏ đó, tại vì nó làm giảm những cái nếp nhăn của mình rất là tuyệt vời. Mấy 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 chị có muốn đóng góp ý kiến gì cho buổi làm đẹp tới nay không? Thank you chị. Thank you. Cái nếp nhăn ở dưới cái em biết là chị cũng có xài cái khác, nhưng mà cái máy này nó giúp cho em thấy cái nếp nhăn ở dưới
cái mắt của chị nó cũng nước em thấy càng lúc nó càng giảm hẳn ra đó không chị? Dạ. À, bên bên cạnh đó em cũng có dùng thêm cái IDOI đó. Với lại cái IDOI nó nghe nó cũng giúp cái mình kêu bằng cái gì ta, nó bị thâm đen á, cái dòng mắt mà hay bị đen đen á. Yeah, em thấy nó cũng giúp đó, tại vì được làm chung với nhau, mình có cái điều kiện để mình làm, mình cũng có cái cơ hội mình làm đó. Yeah. Cái mặt mình nó khác, nó hẳn đi. Nếu mà cái chỗ như mình lớn tuổi, mấy cái chỗ này của mình nó sẽ bị bọng, ở cái vị đó nó gọi là bụng 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 nó sẽ sệ xuống. Nhưng cái da mặt nếu mà mình giữ được cái cơ mà nó căng như vậy là mình tuyệt vời thôi. Em nói thật, nếu mà đem cái khuôn mặt của em ra tới 10 năm về trước, nó không có khác nhau, phải làm gì Mình hết. khá hẳn Mình á. sẽ 10 năm sau mình già hơn nhé, nhưng mà không có cái nhờ cái máng này cái cơ mặt của chị nó vẫn săn chắc. Dạ ở đây nó rất xài lắm, tại chị biết là trước khi em biết cái máy này mà em rất là thích đi làm facial, tại vì em cần đi nữa, nhưng mà nó không khác nhau nhiều. Thật ra khi mà người ta làm xong á thì mình thấy khỏe lắm, tại vì mình được nằm rồi cũng relax, người ta cũng massage mặt cho mình khỏe. Nhưng mà nói về tiếng về làm cho cái cơ nó căng, cái giảm cái nếp nhăn hoặc là nó giảm cái vết nám, em thấy mình như so với là em thấy không có cái gì khác. Mà chiếc em phải nói là chiếc máy này nó tuyệt vời lắm chị ơi. Em xài em thấy nó giúp rất là nhiều đó chị. Ok, máy của mình cũng mới ngưng đây. Thì sau khi mình chạy dòng điện thứ nhất rồi thì mình xả xuống ha. Mình là mình lau lau bỏ cái lớp gel đầu tiên. Giờ bắt đầu mình mới bỏ cái lớp gel thứ hai lên. Rồi sau khi lớp gel thứ hai lên thì bấm cái dòng điện số 3. Ok.
là lớp treo thứ hai mình bỏ lên ha, mình cũng tản đều nha. Rồi bắt đầu mình vô số 3. Đây số 3 ha. Lúc nào cũng nhớ là cái tay mình cho cái nước hoa giữ ẩm lên để giữ cho cái dòng điện nó quất cho cái máy nó đi. Nó bị tắt. Bị tắt là nó không không quất. Là nhanh, thời gian nó đi qua nhất là lẹ. Là ban đêm mình thấy relax hơn. Dạ em cũng vậy đó chị.
mình tham gia vô cái chương trình làm đẹp này là mình đều đặn hơn. Chứ lúc trước mình nói mình gán mình làm có khi mình cũng bỏ hoài. Nhưng mà tham gia vô cái chương trình này thì mình làm đều đặn hơn. Mình muốn chị có nghe nói là càng ngày lúc em thấy hai chị thấy thay đổi, hình như lần nào em cũng nói vậy, em nói em không nói em chịu sợ, rồi em nói em đi lên vợ em đi ra lấy cái mặt chị em bóng chị chứ không biết. Ok, thì em dòng điện thứ hai của em cũng xong rồi đó, mấy chị xong chưa? Mình xả xuống. Thì sau khi mình lấy cái máy cái gel lần thứ hai này xuống rồi thì bắt đầu mình bắt đầu apply cái gel mát, thì cái gel mát là cái gel màu xanh dương ha. Gel màu xanh, gel trong màu xanh. Thì cái gel này á cái tác dụng nó là nó giúp giữ lại những cái nét mà nãy mình mới vừa chạy máy á, nó làm cho nó săn chắc lại. Thì mình bỏ cái gel này lên rồi á, mình cũng massage xong rồi đến khi nó hơi khô khô đó thì mình ngưng lại và mình để cho nó khoảng chừng 5 phút thôi là mình có thể xả xuống ha. Ok, mình cũng tản đều lên, bắt đầu mình massage ha. Sau khi mình massage xong rồi mấy anh chị bắt đầu bỏ lên khoảng 5 phút là mình có thể lấy xuống rồi ha. Thì giờ sau khi mình lấy cái mặt nạ này xuống rồi đó thì bắt đầu có thể bỏ cái gel cái kem dưỡng da ban đêm lên đó. Thường thì em đi cái này khoảng từ 1 đến 2 phút chị. Em đi với em massage, em để đồ lên trên massage theo cái hướng từ trong ra từ ở dưới lên ha. Và khi nào mà em thấy cái co thì em dứt dứt ở cái vùng khô rồi thì em sẽ ngưng. Giống như chị nói là cũng đợi khoảng chừng 5 tới 10 phút. Thì trong cái thời gian đó là em đi rửa đồ, em đi dọn dẹp hết. Mình có thể đi giữa cái máy Giờ đi giữa dọn máy. cái đồ. Giờ như là ở tiệm em thì em đợi cho khách nằm khoảng chừng 10 phút á, tại vì sau khi mà họ làm xong họ đi hát á thì em đi dọn được hết rồi em mới quay trở lại, thì em mới để cái kem dưỡng ẩm dưỡng da ẩm cho họ, mình cũng phải quay thì sau cái này thì mình sẽ dưỡng da. Thì đây là cái chương trình mỗi tối thứ sáu chị em mình làm đẹp với nhau. Nhờ như vậy cho nên mình làm đều đặn mà cái thời gian mình vừa chia sẻ vừa học hỏi nữa. Và nếu như các chị hoặc là các anh hôm nay mình cũng có anh thì mình cũng có anh hôm nay, và nếu mà có thì mình cũng có thể cùng nhau làm, cùng nhau trò chuyện. Và nếu như các anh chị có ai thắc mắc về cái là máy này hoặc cái cách sử dụng hoặc là cái hiệu quả như thế nào thì mình cũng có thể là liên lạc với tất cả các chị ở đây. Nếu mà các chị thấy có ai quen thì inbox cho người đó thì mình có rất là nhiều người xem chờ inbox mình hỏi cho cái máy mình rất là nhiều, có người ở cả Hà Lan Đức hỏi mình cho nên có người nói với mình là chị ơi rất là thích chị khi mà chị làm cái máy này cho cách mà chăm sóc da mặt thì mình không lấy cái video làm cho khách hàng đó, cho nên thấy chị chứ không thường ngại cái inbox cho những ai trong đây, trong đây có chị Tấn và chị Hiếu Thái Hoa thì cứ mình liên lạc thẳng để mình hỏi thêm về cái chi tiết về cái máy này sử dụng như thế nào và cái cách order như thế nào, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách nào hiệu quả nhất, vừa tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm được của cải mà lại là tăng thêm cái sắc đẹp và cái trẻ trung. Rồi xin chào tất cả mọi người. Rồi. Ok, thì chương trình làm đẹp của chúng ta đến đây là chấm dứt ha. Thì chúc mấy anh chị có một buổi tối ngủ ngon. Và hẹn lại tối thứ tư. Thì mình có cái buổi làm đẹp mặt nạ bùng. Hoặc là những cái mặt nạ khác đó. Ok, good night mấy chị.
Bye bye.